Mến chào các bạn, Mạnh Cường rất vui mừng lại tiếp tục gặp các bạn trên chương trình 30 phút online cùng tiến sĩ Mạnh Cường. Thứ năm, thứ bảy hàng tuần chúng ta vẫn nói đến chủ đề gì ạ? Họ đã cướp đi của chúng ta. Hôm nay, ngay bây giờ, tôi muốn chia sẻ các bạn những giá trị mà chúng ta bị cướp. Đó là những phẩm chất, nhân cách mà chúng ta bị cướp đoạt như thế nào, những phẩm giá nào chúng ta bị cướp đoạt. Chào các bạn nghe rõ chưa? Ok. Các bạn biết nhà bác học nổi tiếng mọi thời đại là Albert Einstein có phát biểu này: phẩm chất đạo đức của con người nó có giá trị nhiều hơn cho thế hệ cũng như cho tiến trình phát triển lịch sử, còn hơn là những cái thành tựu về tri thức. Như vậy, nhà bác học nổi tiếng nhất thời đại đã đề cao những phẩm chất đạo đức của con người hơn cả những thành tựu về tri thức, về chất xám, nhấn mạnh sự quan trọng của nó các bạn ạ. Tại vì những cái phẩm chất đạo đức này nó hình thành nên phẩm giá con người, nó hình thành nên tính cách của con người, nhân cách của con người, nó giúp con người nhìn nhận được đúng đắn cái ý nghĩa chân thật sự tồn tại của mình trên trái đất này. Nó gìn giữ được cái sự nguyên vẹn của nhân cách của mình và mang lại những ảnh hưởng tích cực, ảnh hưởng tốt lên trên xã hội. Và ngày hôm nay ta sẽ đề cập đến cái phẩm chất mà giúp chúng ta đạt được những mục tiêu để chúng ta trở thành người tuyệt vời. Không chỉ tuyệt vời thôi đâu, mà chúng ta để lại dấu ấn các bạn ạ, dấu ấn không những trong thế hệ của mình mà cho cả nhân loại vào sau nhiều nhiều năm sau tiếp. Giá trị thứ nhất, nếu hôm nay có thể kịp thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn 5 giá trị. Còn nếu không kịp chúng ta sẽ đi vào thứ bảy tuần này. Giá trị thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là sự kiên trì và bền bỉ. Thế nào là kiên trì bền bỉ? Kiên trì bền bỉ đó là kỹ năng, đó là thói quen của cái con người đấy mà làm việc đến nơi đến chốn, làm cái công việc mà đã bắt đầu đấy đến tận cùng luôn. Khi người đấy quyết định cái việc gì, người làm đến cuối cùng, đạt được mục tiêu đã đề ra bất chấp tất cả mọi cản trở và khó khăn ở trên đường. Rất tiếc là chẳng có ai dạy chúng ta thế nào là kiên trì bền bỉ. Và kiên trì bền bỉ là những cái phẩm chất quan trọng nhất cho việc xây dựng một tính cách khỏe mạnh và hình thành tính cách của con người. Ngược lại, trong rất nhiều trường hợp thì sự kiên trì bền bỉ đấy thì bị đánh đồng luôn với sự bướng bỉnh, sự ngoan cố, sự cứng cứng đầu cứng cổ. Ồ, và họ đánh đồng cái chuyện đấy với cái chuyện là đáng bị nguyền rủa, đáng bị chửi rủa. Vì chúng ta đã từng sống trong chế độ cũ, chế độ cộng sản, và nhiệm vụ của chủ nghĩa cộng sản là tê liệt ý chí con người, bắt con người phải bị khuất phục đi cái hệ chuyên quyền độc đoán, độc tài, độc đảng. Họ nuôi dưỡng những con người như nô lệ vậy, là không có khả năng suy nghĩ, phân tích, kết luận một cách độc lập. Và những nhà tuyên giáo Xô Viết cũ ấy các bạn ạ, mạnh đến nỗi họ ưỡn ngực ra vì việc của chủ nghĩa cộng sản, nhưng bản thân họ đấy lại không dám làm, dám độc lập nghĩ về một cái điều gì đó các bạn ạ. Họ không dám đặt mục tiêu riêng cho bản thân mình trong cuộc sống, họ không bày tỏ cái sự kiên trì bền bỉ trong chuyện này, mặc dù họ vẫn hô khẩu hiệu các bạn ơi. Nhưng bất kể trong xã hội nào, cũng chế độ độc tài nào, bất chấp vẫn có những con người dám nghĩ, dám làm, dám dạn dĩ đứng lên nói tiếng nói của mình, thực hiện cái mục tiêu mình đề ra. Và những người này họ bị nhà nước, chính quyền đàn áp rất rõ dữ dội, vì nhà nước bị dân các bạn ạ. Vì đa số chúng ta đấy, chúng ta biết đấy, là đều nhút nhát, đều không sợ hãi, không tự tin, sợ dám nói lên ý kiến của mình, sợ bảo vệ cái lập trường chính kiến của mình, và rất nhanh chóng thỏa hiệp luôn, đồng ý luôn với dư luận xã hội của đám đông. Mà đám đông ấy là quần chúng, đám đông là đã bị chính quyền độc tài, là mị dân và là công cụ trong tay của họ rồi. Và chính cái thái độ như vậy đấy, nó hủy hoại luôn cái sự hình thành cái nhân cách trọn vẹn trong chúng ta. Nó chứng tỏ rằng cái việc là cái người đấy không có cốt lõi, không có tính cách trong người đấy khi không có lập trường. Mà để trở nên tính
nhân cách các bạn ạ, và đạt được những cái thành quả trong cuộc sống đấy, thì bạn ơi, chúng ta phải rèn tập những cái phẩm giá này như sự kiên trì, bền bỉ. Đôi khi chúng ta sẽ bị coi như bị bảo thủ, bị cứng cổ theo quan điểm của chế độ độc tài. Nhưng chúng ta cũng biết rằng những phẩm chất này nó có ý chí mạnh mẽ các bạn ạ, và tâm linh bền chặt và không bị bẻ gãy ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhà tỷ phú người Hoa Kỳ cũng như đương kim tổng thống Hoa Kỳ bây giờ Donald Trump có phát biểu là tôi cứng rắn, tôi cương quyết, tôi kiên trì. Và thiếu những tính cách đó thì bạn không bao giờ đạt được thành công gì cả. Cứng rắn không có nghĩa là khó tính, không nghĩa là hung hăng và ngu dại. Cứng rắn đó là kiên trì và từ chối, kiên quyết đầu hàng, quay lùi bước. Các bạn ạ, những cái điều quý giá và cực kỳ hiếm đấy, rất khó để đạt được nó, mà thông thường phải cần cái sự đòi hỏi cái sự chuẩn bị rất chu đáo, thời gian lao động cần mẫn mới đạt được sự thành quả, những cái sự quý hiếm như vậy. Donald Trump đã phát biểu như vậy. Và những ai mà đã được đạt được những thành quả lớn thì người đấy họ biết rõ giá trị về sự kiên trì bền bỉ thế nào. Các bạn ạ, tôi có thể lấy cho bạn một cái giá trị, một cái thí dụ rất gần gũi, đó là sứ đồ Sunday Adarsha. Ông ấy là một nhà truyền giáo, một sứ đồ trưởng, một mục sư trưởng, tiên tri, một giáo sư, một viện sĩ, một nhà khoa học, một mentor, một sư phụ rất lỗi lạc các bạn ạ, một nhà hiền triết. Ông ấy sinh ra từ một cái nơi hẻo lánh ở cái làng quê mà thậm chí còn không có trên bản đồ của Nigeria thời đó. Nó nhỏ đến nỗi thế, nghèo nàn lạc hậu ra sao, và thuở nhỏ ông khổ sở thế nào, nhưng ông đã bồi đắp được cái tính cách của ông ấy là kiên trì bền bỉ. Nhưng đến khi mà ông ấy tiếp nhận Đấng Christ làm Chúa, và ông ấy được học và sang bên Bạch Nga học khoa nhà báo báo chí, mà trước đó thì ông là thuộc học dốt nhất trường, rất lớn lớp luôn. Nhưng mà khi mà ông ấy quyết định là phải học thật tốt để mà dứt bỏ ra cái sự nghèo đói này, để đi ra, thoát ra khỏi cái quê hương nghèo khổ này, và quyết định và ông học và ông được học bổng để đi sang Liên Xô cũ để học. Và sang đó thì trước khi sang, ông đã 19 tuổi, ông tiếp nhận Đấng Christ làm Chúa của mình. Ông có niềm tin quyết đoán vào Đấng tạo hóa, bỏ cuộc sống cũ. Và khi sang bên Bạch Nga là chế độ cộng sản thời đó, ông bị bắt bớ, bị nói hành nói xấu, bị đủ với các thứ ra sao, nhưng vẫn kiên trì và vẫn giữ vững đức tin của mình. Và một thời gian sau thôi, ông trở lên một mục sư nổi tiếng của một hội thánh số đông lớn nhất châu Âu các bạn ạ, và nằm trong một những top 10 của những hội thánh phát triển lớn nhất thế giới. Qua hội thánh này mà ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người trên thế giới, những cái chương trình rất kỳ lạ của bạn ạ. Và hội thánh, các bạn để hình dung nhé, mục sư trưởng của một mega church mà 99% thành viên trong đó là người da trắng bạn nhé, người Ukraine, người Nga, mà nước Nga là những nước mà chủ nghĩa dân tộc, phân biệt chủng tộc phát triển cao. Vậy là để một người da đen là lãnh đạo tinh thần, đây chuyện này chưa hề có trong lịch sử các bạn ạ. Da trắng lãnh đạo da trắng, ồ có. Da đen lãnh đạo da đen, ồ có. Da vàng lãnh đạo da vàng, ồ có. Nhưng da đen mà lãnh đạo da trắng, đấy là chuyện hiếm, không có, chưa có, từng có trong lịch sử. Và trải qua những bắt bớ của KGB, của cộng sản từ đó, đủ đủ các thứ, nhưng ông vẫn kiên định, từ kể cả khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Liên Xô cũ rồi, và bọn mafia ở trong chính phủ đấy là tìm cách để bắt bơm đấy, nhưng ông vẫn kiên trì, ông giữ vững đức tin, và tất cả cái chương trình gì mà ông loạch ra ông vẫn làm đến cùng. Và chỉ 20 năm thôi mà từ qua ông mà ra đời được 20 thế hệ những người mục sư nổi tiếng các bạn ạ, mạnh mẽ. Đấy thôi, đấy chỉ là một khái niệm về kiên trì bền bỉ thôi bạn ạ. Kiên trì bền bỉ nó khác với ngoan cố. Ngoan cố và bảo thủ và cứng cổ nó khác nhau chỗ nào? Bướng bỉnh và kiên trì nghe bề ngoài nó vẻ giống nhau, nhưng thực ra bản chất khác nhau các bạn ạ. Ngoan cố cứng cổ ấy, đó là họ không hiểu rõ về cái mục tiêu của họ,
và không có cái minh chứng về cái mục tiêu đó là mục tiêu bền bỉ đời đời, nhưng họ cố gắng bảo thủ để giữ được cái điều đó. Đấy là gọi ngoan cố. Nhưng kiên trì là họ đã đạt một, họ đã viết ra một chương trình, họ biết được mục tiêu họ sẽ đạt được, họ biết được kết quả của mục tiêu họ đạt được, thì chúng ta gọi là kiên trì các bạn ạ. Tôi nói thí dụ như là chủ nghĩa cộng sản chẳng hạn, khi bị sụp đổ ở trên thế giới và lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng đó là một cái hệ tư tưởng đồi bại, một hệ tư tưởng phản động. Thế nhưng mà không thiếu những người vẫn ngoan cố và bảo thủ và cứng đầu cứng cổ để cố giữ lấy cái hệ tư tưởng đấy. Thì đấy không gọi là kiên trì, đấy gọi là ngoan cố, bảo thủ và cứng đầu cứng cổ các bạn ạ. Còn kiên trì là họ biết được những cái giá trị tốt, những cái khái niệm tốt, những mục tiêu tốt họ đạt được. Ngày hôm nay chúng ta có hai sự chọn lựa: hoặc là ngồi một chỗ mà than thân trách phận đời sống của mình, ghen tức với thế giới xung quanh mình, hoặc là bất chấp mọi cản trở, mọi bắt bớ, mọi thị phi để thể hiện sự kiên trì không lay chuyển của mình để đạt được cái mục tiêu mà mình đề ra. Sự phụ thuộc, bạn biết không, cái mọi sự đấy nó phụ thuộc vào chính bạn, không phải ai khác. Bạn đặt cái nhiệm vụ bạn cần hoàn thành, bạn sẽ gặp khó khăn khi thực hiện. Nhưng khi mà bạn không còn động cơ, không còn sức lực để hoàn tất cái việc mà bạn đã bắt đầu, khi bạn đã mất hết cả hy vọng rồi, ồ, thì lúc đấy đấy, hơn lúc nào khác, bạn cần sự kiên trì bền bỉ. Cái sự kiên trì bền bỉ nó sẽ giúp bạn không bị ngã lòng, không đầu hàng, để đưa cái kết quả đó đến cuối cùng. Vì vậy, bạn hãy phát triển trong mình cái phẩm giá này, và bạn sẽ không bao giờ dừng lại giữa đường, bạn không bao giờ đầu hàng con người hoàn cảnh nào cả, mà nhất định bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Bạn ơi, bạn nên đừng tìm con đường dễ dãi bạn ạ. Con đường dễ dãi, con đường mà rẻ tiền ấy, thì bạn sẽ phải, tiếng Việt nói là đồ là của đấy mà. Bạn tìm con đường rẻ tiền thì bạn, cái thành quả bạn đạt được ấy, nó cũng sẽ rẻ rúng và nó sẽ tan đi như mây khói. Và chỉ khi nào qua khó khăn ấy, thì bạn mới rèn tập được trong bản thân mình cái sự kiên trì bền bỉ. Vì vậy bạn đừng buông xuôi, vì chỉ có sự bền bỉ thôi mới giúp bạn đi đến sự thắng lợi cuối cùng. Mà để thắng lợi cuối cùng thì chúng ta sẽ đưa đến cái giá trị tiếp theo đây, đó là giá trị sống bằng mục đích chính yếu của bạn. Albert Einstein cũng nói rằng nếu bạn muốn sống cuộc sống hạnh phúc thì bạn phải buộc nó vào mục đích, chứ đừng buộc nó vào con người hay vật thể khác. Các bạn biết không, sống dưới chế độ cũ, chế độ cộng sản, thì người dân sống sao? Không có mục đích. Họ buộc bị phải làm nô lệ cho Đảng Cộng sản. Họ buộc phải thực hiện những kế hoạch 5 năm nào đó theo mục đích không phải của họ, mà mục đích của băng Đảng Cộng sản. Họ không cần suy nghĩ gì cả, họ chỉ cần phải làm việc cật lực để có thể là vượt chỉ tiêu kế hoạch, để được khen thưởng thi đua, để được nhận bằng khen thành tích ABC treo đầy nhà. Nhưng khi chế độ Cộng sản bị sụp đổ thì người dân không biết sống ra sao nữa, họ phải ra đường. Bởi vì nhiều năm trời họ đã quen với cái thời gian biểu như nô lệ rồi, cứ thế này. Nhưng những ai mà nhanh nhạy đấy thì họ sẽ đi ra để học thêm các ngành khác và để sống. Những ít người có được mục đích sống, mà đa số chỉ là tồn tại thôi bạn ạ. Và mục đích sống thì bắt đầu từ đâu? Mục đích sống bạn phải bắt đầu từ cái hệ thống giá trị sống của bạn. Bạn phải nhớ nhé, mục đích sống nó phải xuất phát từ cái hệ thống giá trị ở trong bạn. Thí dụ đơn cử, đối với người trưởng thành thì là giá trị của người đó là Đức Chúa Trời, là Thượng Đế đấy, là sự kêu gọi định mệnh của mình, là gia đình mình, là phục vụ người khác. Thì từ giá trị đó mà họ sẽ đạt ra, họ sẽ xác định ra những cái mục tiêu của họ cho bản thân mình. Thí dụ đối với họ, nếu như Thượng Đế là tối cao, giá trị là được tạo hóa, ok, thì họ phải đặt ra cái mục tiêu là hàng ngày làm sao họ càng phải nhận biết Ngài, qua cái việc nào là tương giao cầu nguyện, nghiên cứu lời Ngài, hệ thống học hỏi các nguồn tin khác, biệt riêng tìm kiếm Đức Chúa Trời để biết tính cách của Ngài, biết ý muốn của Ngài, kế hoạch của Ngài trong cuộc đời của mình và hành động. Thí dụ như giá trị của họ là sự kêu gọi, là sứ mạng thiền định, là định mệnh của họ đấy, thì họ sẽ đặt mục tiêu làm sao họ trở nên xuất sắc nhất trong cái lĩnh vực mà họ được kêu gọi.
họ phải có ảnh hưởng lớn, thực hiện được cái mục tiêu đó, ảnh hưởng đó. Tất nhiên để làm được mục tiêu lớn, họ cũng phải có mục tiêu nhỏ, kế hoạch nhỏ từng bước cho kế hoạch của mình. Khi đối với ai đó hệ thống giá trị là gia đình, thì mục tiêu của họ đấy làm sao gia đình phải được hạnh phúc, được sống theo những giá trị nguyên tắc của thiên đàng, làm sao để mọi người gia đình được hạnh phúc, làm sao mọi người gia đình phải tìm thấy thượng đế, tìm thấy ý nghĩa của đời sống mình, tìm thấy chính bản thân mình, cải thiện đời sống tâm linh, cải thiện đời sống linh hồn, tâm hồn, cải thiện đời sống vật chất gia đình của cả vợ chồng con cái. Nếu như giá trị của một con người là phục vụ người khác, thì họ phải đặt cái mục tiêu là mọi hành vi công việc của họ đấy là hướng tới sự phục vụ người khác. Thí dụ tôi đặt mục tiêu là trong đời mình phải động chạm đến 603 triệu 550 ngàn 550 ngàn người chẳng hạn, thì tôi kế hoạch chiến lược cái chuyện này. Ồ bạn thân mến ơi, nếu bạn muốn sống cuộc sống đầy ý nghĩa bạn ạ, thì bạn hãy xác định cho bạn những cái hệ thống giá trị sống, và từ đó bạn mới xuất ra cái mục đích sống của mình. Bạn tự hỏi rằng mình làm điều này vì cái sự gì, bạn nhận muốn nhận kết quả ra sao. Nếu muốn thế này thì hôm nay tôi phải làm cái gì, và bạn viết ra cái mục tiêu đấy của bạn trên giấy và trên máy tính, và bạn đặt một cái chỗ nào đấy để bạn nhìn thấy, để nó nhắc nhở bạn. Bởi vì một cây bút chì cùn còn hơn cả một trí óc, cả một trí nhớ sắc bén. Bạn đã viết ra và bạn đặt kế hoạch ngày cho bạn để thực hiện mục tiêu đó, bắt đầu từ nhỏ nhất đi. Thí dụ như bạn đọc cuốn sách nào đó, đọc khóa học nào đó, và làm quen với những người then chốt nào đó, và khi bạn làm đều đặn như vậy thì bạn sẽ đạt được kết quả. Và chúng ta sẽ đề cập cái chủ đề này ở trong cái đề tài khác mang tên là làm thế nào để đạt được mục tiêu đã đề ra. Bây giờ đến cái phẩm giá thứ ba tôi muốn chia sẻ các bạn, đó là sáng kiến, tính sáng kiến các bạn ạ. Trong chế độ cũ, chế độ cộng sản ấy, thì sáng kiến hay bị phạt và hay bị coi là tư tưởng xét lại các bạn ạ. Vì tất cả mọi sự đã có đảng nghĩ hết ra rồi, có tư tưởng của bố già hết rồi, nên chúng ta thường hay nghe thấy những câu kiểu này này: lắm chuyện thế, phải theo chủ trương đường lối của đảng chứ, đừng có cầm đèn chạy chiếc ô tô ấy. Thì chính những cái câu nói đấy các bạn ạ, nó giết đi trong bạn những cái sáng kiến ở trong nhân dân. Sáng kiến hô hô, khi nào xuất hiện ra, khi bạn nhìn thấy cái nan đề xung quanh bạn trong xã hội bạn, thì cái phản ứng đầu tiên của người sáng kiến ấy là họ phải tìm cái biện pháp để xử lý cái nan đề này. Đấy là sáng kiến. Thí dụ bạn nhìn thấy nạn nghiện thì bạn không phải bọn này nghiện gặp thì chửi bới, mà bạn thấy nạn nghiện thì bạn phải làm sao giải quyết nan đề nạn nghiện trong xã hội đây, phải cất nhắc, phải dạy dỗ những người đã từng bị nghiện, đào tạo cho họ, trang bị cho họ để cho họ đi mà họ giúp giải phóng những người đã từng nghiện như họ. Nếu thấy tham nhũng, bạn đau đớn về vấn đề tham nhũng, thì bạn hãy nghĩ ra cái biện pháp để xử lý cái vấn đề tham nhũng đó. Bạn hãy đi vào chính trị, hoặc là bạn dạy dỗ những người sẽ tham gia những đời sống chính trị, những giá trị nhân văn, để họ biết thế nào là đạo đức, những cái vệ thống giá trị đấy, để khi mà họ bước vào chính trị, họ sẽ làm sạch cái môi trường mà họ đang sống. Thí dụ bạn nhìn thấy cái nạn ly dị bạo hành trong gia đình, thì bạn hãy mở những khóa huấn luyện nào đó, mở những câu lạc bộ cho cặp vợ chồng, đào tạo thanh niên tiền hôn nhân. Bạn ơi, nếu hôm nay bạn mà nhìn thấy cái vấn đề nào mà nó khiến cho lòng bạn bùng hết cả lên, nó khiến cho bạn không ăn ngon ngủ yên được, nó khuấy động cả nội tâm của bạn, thì rất có khả năng đấy chính cái lĩnh vực mà bạn phải làm gì đấy. Đấy là cái chính lĩnh vực mà bạn cần phải bày tỏ cái sáng kiến của bạn ra, bất kể lĩnh vực nào bạn nhé. Đừng đợi ai đó ép bạn phải có sáng kiến, vì người có sáng kiến ấy là người thể hiện cái ý chí của mình, tự đặt cho mình mục tiêu, tự đặt cho mình nhiệm vụ, và người đó hành động. Bạn ơi, chính nhờ sáng kiến mà ngày hôm nay này chúng ta đang sống trong cái thế giới mà đang chuyển mình và phát triển. Vì nhờ cái phẩm chất này này, chúng ta mới có được những cái phước ngày hôm nay. Thí dụ như là người ta nhìn thấy cái nan đề trong việc mà di chuyển các bạn ạ, thì người ta phát minh ra ô tô, ra máy bay, ra tàu. Họ nhìn thấy cái nan đề trong giao tiếp toàn cầu thì họ nghĩ ra đi email, họ nghĩ ra internet, họ nghĩ ra mạng xã hội đó, vân vân, rất nhiều thứ bạn ạ. Đơn giản là người sáng kiến ấy thì họ nhìn thấy nan đề,
thay vì thờ ơ và dư luận viên, bình luận viên, thì họ ngay lập tức là sao bạn, họ quyết định phải làm cái gì đó trong lĩnh vực này, phải tìm thế nào để ra được cái phương cách để giải quyết cái nan đề đó. Họ không đứng ở một chỗ bạn ạ, mà bạn họ phải tìm cách nào đấy để giải quyết cái nan đề mà họ đang nhìn thấy. Và tất nhiên mỗi người chúng ta đều được gọi đến một cái giải quyết nhiệm vụ nào đó, ít nhất một nhiệm vụ nào đó trong đời. Vì thế bạn hãy tuyên chiến với sự thờ ơ dửng dưng của bạn đi, và bạn hãy trở nên một người có sáng kiến bạn ạ. Thí dụ ngày xưa sau khi cộng sản tan và những băng đảng cướp khác mà thành viên là đảng viên cộng sản cũ, họ lập lên, họ thành mafia và họ tham nhũng trong chính trường. Vì khi tham nhũng thượng bất chính thì hạ tắc loạn mà, nên là công an phía dưới cũng bắt bớ mọi người rất nhiều, làm tiền rất nhiều như là Việt Nam vậy. Và Ukraine thì lúc đó là người Việt Nam ấy hay bị chính quyền, cơ quan công quyền sách nhiễu và bắt làm, cứ cớ là kiểm tra giấy tờ nhưng thu giấy tờ và làm tiền. Và nhiều thời gian trôi qua mà chẳng có ai phản ứng cả, đại sứ quán thì câm như hến thời đó, và hội đồng hương thì lúc đó chỉ là công cụ để mà đứng ra làm trung gian để mà lại lấy lại tiền của người Việt Nam đang làm nạn nhân để chia sẻ bớt đấy. Tình hình đấy ở bên Ukraine, ở Kiev, Odessa, ở Việt Nam, ở Kharkov, tương tự, nó tương tự như vậy bạn. Thì khi tôi nhìn thấy cái nan đề đó, tôi thấy đau lòng nan đề đó, thì tôi mới nảy sáng kiến là mình phải giải quyết nan đề như thế nào và đi nghiên cứu nan đề đó như thế nào, tìm cách nan đề đó, sau đó viết đơn lên trên Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia, Tòa án tối cao, Viện kiểm sát tối cao, Quốc hội. Khi viết đơn như thế thì một số luật sư người Tây họ bảo: "Ô, ông này ông dở hơi, thì ông viết thế này làm cái gì, ai thèm xem đâu của đơn của ông." Nhưng tôi biết tôi phải làm cái gì, và khi tôi viết đơn lúc đó rồi thì lúc đó là sau cuộc cách mạng cam các bạn ạ. Và khi đó là tôi là cái người đầu tiên người nước ngoài viết đơn lên cơ quan công quyền như vậy, và từ văn phòng tổng thống và văn phòng chính phủ đấy là đưa ra những cái lệnh để mà kiểm tra lại những cái cơ quan mà bắt nạt người Việt Nam, họ mời tôi đến để làm việc và họ xử lý được cái vấn đề đấy, kỷ luật những cái nhân viên mà hay vặt tiền của người Việt. Trong thời gian khá dài là đời sống nó yên ổn lại đi, nhưng sau một thời gian thì tôi mới nhận ra cái nan đề là không phải ở trong cái người Ukraine, nhân viên công quyền họ bắt nạt người Việt Nam, mà nan đề ở trong chính người Việt Nam. Vì người Việt Nam là hay sâu xé và hay chỉ điểm, hay cạnh tranh với nhau không lành mạnh, và châu bò thì khi họ cứ đục nước béo cò, người này thì trích người này, sau đó thuê an ninh công an để bắt người nào, và họ cứ trả tiền để mà thuê nhau giết nhau thôi. Và tôi biết à, cái vấn đề nếu mình có giải quyết tận ngọn không là cái gì cả, vấn đề là giải quyết trong cái tư tưởng và giáo dục họ để họ có những phẩm chất tốt. Và vì thế những cái đề tài mà tôi dạy, tôi chia sẻ ở đây, đó chính là một trong chương trình mà tôi đang làm các bạn ạ. Đó là sáng kiến để đưa ra cái phương cách giải quyết con người đến tận gốc, để cái linh hồn, tâm hồn con người đấy một cái nhân cách tốt để họ tự đứng được trong mọi thử thách, họ tự đứng được, tự sống được các bạn ạ. Chứ không phải đến lúc đó bị bắt bớ, bị đuổi bắt thì họ mới kêu: "Ơ, cứu tôi vậy." Hãy cho họ cái cần câu và dạy họ câu còn hơn là chỉ cho họ con cá. Chúng ta đã biết câu đó rồi. Ok. Vậy tính sáng kiến là gì vậy? Sáng kiến đó là cái khả năng của nhân cách các bạn ạ, được thể hiện trong sự hướng tới sự tích cực. Họ bắt đầu cái tính tự lập mang tính chất xã hội chứ không phải tính cá nhân nhé. Ý tưởng, ý kiến sáng tạo mang lại những kết quả tích cực thực tế các bạn ạ. Và giá trị của tính sáng kiến này không thể đo lường được. Chúng ta nhìn thấy do sáng kiến ấy mà chúng ta đang được sử dụng những tài nguyên, sử dụng được những thành quả của sáng kiến ấy các bạn ạ. Bởi vì những sáng kiến ấy được đưa vào trong đời sống xã hội và nó giúp con người được ok hơn. Thế mà bao nhiêu người bị mất tính sáng kiến vì ở trong chế độ cũ, chế độ cộng sản, tính sáng kiến bị diệt đi. Vì tất cả mọi người là sợ hết, tất cả đã có đảng nghĩ hết rồi, có tư tưởng bố già nghĩ hết rồi, nên là không cần sáng kiến gì hết. Chính thế
mà họ trở thành nô lệ. Và chính thế, cái dân tộc mà không sáng kiến là dân tộc đấy bị băng hoại các bạn ạ. Chúng ta hãy nhìn xem ngày hôm nay đời sống thực tại, tình trạng thực tại của người Việt tại quê hương Việt Nam mình chị em. Người Việt Nam rất tuyệt vời, người Việt Nam rất chăm chỉ, nhưng tại sao họ vẫn không ngẩng mặt được lên với những cái nước thậm chí thấp hơn cả họ trước đây như là Campuchia và Lào. CL và M đấy các bạn ạ. Vậy tại sao? Vì chủ nghĩa cộng sản đã bóp nghẹt cái sáng kiến của họ, đã làm họ trở thành bị quạt quẹo và trở nên những con nô lệ các bạn ạ. Chính vì không tin sáng kiến nên cả xã hội có thể đến hơn 20.000 tiến sĩ và một nửa như thế giáo sư, phó giáo sư. Vậy mà có cái công trạng gì đâu các bạn. Không phải là họ tồi tệ bạn ạ. Bạn đừng chê bai những tiến sĩ giáo sư đó, họ giỏi bạn ạ. Nhưng bởi vì cái cơ chế mà bóp nghẹt cái sáng kiến của họ, không cho họ thi triển được khả năng của mình. Khi họ nói lên lập trường chính kiến của họ thì bị bóp nghẹt và chụp mũ phản động. Đó. Các bạn nhìn thấy sự băng hoại để các bạn phải đưa ra những kết luận, đưa ra những quyết định cụ thể để giải quyết vấn đề của xã hội hiện tại chúng ta đang phải đối mặt. Cái người có sáng kiến thì họ khác cái người ở chỗ là họ nhìn thấy cơ hội thì ngay lập tức họ phản ứng, họ đi làm cái gì đó, họ không có chờ thời, họ nói công khai, họ bày tỏ cái công khai cái gì họ nghĩ các bạn ạ. Họ bất chấp cả lời thị phi và dư luận xã hội, họ hoàn toàn tự do mà không phụ thuộc vào việc người khác nghĩ sao về họ, đơn giản họ dám thực hiện ý tưởng của mình. Thế còn những người còn lại đấy, họ sống trong sợ hãi của dư luận xã hội, họ sống trong nô lệ của xã hội, mặc dù họ có ý tưởng rất là lớn lao nhưng họ không sao, không biết làm thế nào để mà đưa cái ý tưởng vào thực hiện trong cuộc sống, vì sợ hãi làm họ bị tê liệt ý chí, họ làm mất bị mất khả năng hoạt động các bạn ạ. Vì thế mà bạn ngay bây giờ phải làm việc, bắt đầu đi, phải làm việc bản thân của mình. Bạn đừng lưu tâm đến cái chuyện người khác nghĩ gì về bạn, người khác nói gì về bạn, người khác bảo bạn là phản động là ABC mà kệ họ bạn ạ. Bạn mới là quan trọng, bạn, ý kiến của bạn mới là quan trọng bạn ạ. Bởi vì cuối cùng đấy là bạn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện ý tưởng của bạn, chứ không phải là xã hội hay người khác chịu trách nhiệm cho đâu bạn ạ. Bởi vì ý tưởng đấy là ý tưởng của bạn, ý tưởng đấy thăm viếng bạn chứ không phải là ý tưởng đấy thăm viếng người khác, nên bạn là người chịu trách nhiệm thực hiện nó. Bạn đừng sợ bị sai lầm, vì cái người mà không không sai lầm đấy là cái người chẳng làm gì cả, mà khi họ chẳng làm gì cả thì họ đã mắc sai lầm cực kỳ nghiêm trọng rồi. Chúng ta biết là cựu tổng giám đốc mà cũng là thiên tài thương mại của cái tập đoàn nổi tiếng thế giới IBM đấy là Thomas Watson đấy, có nói rằng để thành công thì cần phải tăng gấp đôi cái tần số thất bại của mình. Và những người thành công họ đều biết rằng họ học hỏi trên sai lầm và điều đó làm cho họ tốt hơn, vì kinh nghiệm xấu cũng là kinh nghiệm của bạn ạ. Vì vậy bạn hãy làm cái tính sáng kiến nó trở thành cái giá trị của bạn, và bạn hãy gắng sức để thực hiện, để thể hiện nó luôn. Và để thể hiện cái sáng kiến thì bạn phải có những cái điểm này. Thứ nhất là bạn phải nhận thức được và bạn đi sâu vào cái hoàn cảnh, tình huống, cái địa vị của cái nan đề mà bạn nhìn thấy đấy. Thứ hai, bạn phải suy nghĩ một cái thấu đáo cần phải làm cái điều gì để giải quyết cái nan đề đó. Bạn phải đặt được cái mục tiêu và kế hoạch hành động. Sau đó thứ ba là bạn phải tự bắt đầu hành động chứ không đợi người khác, theo cái hướng bạn đã xác định, và bạn phải nhận trách nhiệm lên chính bản thân mình về hậu quả của nó. Bạn ơi, nếu mà thiếu tri thức, thiếu kiến thức cần thiết bạn ạ, thiếu sự am hiểu, thì nên đừng làm công việc đó. Vì tiếng Việt cũng nói rằng là ngu cộng với năng động thành ra phá hoại. Nên vì thế bạn cần nghiên cứu cái đấy, cần cẩn thận. Bạn nghiên cứu AIC chỗ nào đấy, vì chỗ nào cũng cần đến kiến thức cả các bạn ạ. Kiến thức nó giúp bạn hiểu sâu hơn vấn đề đó, bạn phân tích tình huống đó ở từ nhiều cái hướng khác nhau và bạn chọn ra cái giải pháp nào hay nhất. Cái người hiểu biết mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực, bạn nhớ thế, cái người biết phải làm thế nào và biết làm khi nào. Cái người sáng kiến ấy, họ sẽ lập kế hoạch một cách tỉ mỉ và đo lường mọi sự hết, họ tính toán hết sao cho đạt được mục tiêu một cách tốt nhất, sau đó họ mới hành động giản dị bất chấp vào hoàn cảnh, bất chấp vào bắt bớ thị phi ra sao. Nếu chúng ta hành động đúng và suy nghĩ tính toán đúng
thì tính sáng kiến ấy sẽ mang lại cho bạn ấy một sự thỏa mãn cực kỳ và hạnh phúc tuyệt đỉnh luôn, khoái lạc tuyệt vời luôn, chứ không phải hình phạt đâu bạn ạ. Bởi vì sự vui mừng ấy nó đến từ cái việc bạn giải quyết nan đề, giải quyết nhiệm vụ nào đó, đúng không các bạn? Ôi, như vậy là hôm nay tôi mới chỉ trong vòng 30 phút tôi mới chia sẻ cho bạn được ba cái phẩm giá thôi. Còn hai phẩm giá khác nữa là chính kiến và sự tự quyết, để thứ bảy tuần này tôi sẽ chia sẻ tiếp. Như vậy tôi muốn tóm lại với các bạn ba cái điểm, ba ba cái phẩm giá mà chúng ta bị tước đoạt ở tứ chế độ cũ là gì. Thứ nhất là sự kiên trì bền bỉ thật, thứ hai là sống có mục đích, và thứ ba là sáng kiến. Ba cái phẩm giá này bạn đã bị tước đoạt một cách thô bạo trong chế độ cũ, chế độ cộng sản. Vì vậy bây giờ chế độ cộng sản đã sụp rồi, bạn hãy vùng lên để làm lại đời sống, bắt đầu đi, bạn làm được, và cả trời và đất ủng hộ bạn, và không thế lực nào có thể cản trở bạn đâu. Chúc bạn hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại trong thứ bảy tuần này, tiếp tục chủ đề này tiếp. Cảm ơn các bạn theo dõi.